tài sản huy động, vốn huy động, hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, chi phí sử dụng vốn, nguồn tài trợ, dự án nhu cầu tài chính doanh nghiệp. Thì cái này chương 4 ta rồi, đây gọi là lược qua lại có những cái phương pháp gì thôi. Sau đây chúng ta đi vào cái thứ nhất là tổng quan vốn và tài sản của doanh nghiệp, biểu hiện cụ thể của vốn là doanh nghiệp và vấn đề bảo toàn vốn. Kinh doanh của doanh nghiệp được hiểu là gì? Là biểu hiện bằng tiền, toàn bộ tài sản của doanh nghiệp đã đầu tư để sử dụng cho hoạt động kinh doanh nhằm mục đích gì. Và gì là để tiến hành hoạt động kinh doanh thì ta phải có vốn trước. Cho nên hay gọi là vốn là cái số tiền trước cho kinh doanh. Đấy. Hay hiểu như vậy. Ở trong cái điều 4 giải thích từ ngữ trong luật doanh nghiệp số 592/2020 các 14 này, nó cũng có rất nhiều cái thuật ngữ mà liên quan đến vấn đề vốn kinh doanh, chẳng hạn như là cái phần vốn góp này, rồi là vốn có quyền biểu quyết, vốn điều lệ, vân vân. Đấy, thì thầy hôm trước thầy cũng nói là các em hãy giao luật doanh nghiệp về nhé, thì có nhiều nội dung liên quan. Về phân loại, có một số cách phân loại gọi là lược qua thì chúng ta hình dung này. Là người ta có thể chia nó theo những cái biểu hiện, chia ra là vốn hữu hình, vốn vô hình này. Rồi là theo phương thức luân chuyển chia ra là vốn cố định, vốn huy động. Theo thời hạn luân chuyển thì chia ra là vốn ngắn hạn, vốn dài hạn. Theo nguồn hình thành thì chia là vốn chủ sở hữu, hoạt động phải trả. Còn theo nội dung vật chất của vốn ấy, người ta chia là vốn thực, vốn tài chính. Này những ở trong cái chương 1 có đề cập được. Về tài sản của doanh nghiệp có tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn. Trong đó tài sản ngắn hạn chia làm 5 nhóm, tài sản dài hạn chia 6 nhóm, trong cái bảng cân đối kế toán có đề cập được. Ta sẽ đi kể nó xong. Và các quyền nghĩa vụ về tài sản thì nó có những cái quyền như là chiếm hữu, sử dụng, định đoạt này, thực hiện các quyền lợi ích hợp pháp về tài sản này, thay đổi cơ cấu về tài sản này, và chuyển nhượng, cho thuê, cầm cố thế chấp, thanh lý tài sản. Thông thường đấy đó thì nhiều luôn rồi đấy, đúng không? Quy lại thì người ta có thể cập đến ba quyền. Quyền thứ nhất là quyền sử dụng, quyền thứ hai là quyền quản lý, và quyền thứ ba là quyền định đoạt. Đây nói ngắn gọn là như vậy. Quyền thể vốn của doanh nghiệp, vốn của doanh nghiệp tại mỗi cái thời điểm báo cáo thường ngày cuối cùng của mỗi quý hay mỗi năm được phản ánh trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán này thì thông thường là theo năm thì bất kể doanh nghiệp nào phải lập rồi. Còn quý thì sao? Quý thì chỉ có một số loại doanh nghiệp thôi. Ví dụ như là doanh nghiệp với công ty nhà nước gửi cho cơ quan quản lý cấp trên. Rồi là những doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn ấy là cũng phải lập báo cáo quý. Từ bộ phận quản lý cũng được gửi về đến ủy ban chứng khoán nhà nước theo chế độ báo cáo tài chính nghiệp ban hành theo thông tư số 200/2014 TT-BTC ngày 22/12/2014 mà thầy đã nói với em rồi. Thì bộ trưởng bộ tài chính đã ban hành cái thông tư này, nó gồm có 4 báo cáo, trong đó cái bản cân đối kế toán thì nó gồm có 2 phần: phần tài sản, phần nguồn vốn. Phần tài sản trả lời thì câu hỏi là tài sản của doanh nghiệp gồm có những tài sản gì? Là kết cấu tỷ trọng của từng tài sản ở cái tiền báo cáo như thế nào, đúng không? Và trong cái phần này thì người ta căn cứ vào cái thời hạn lịch sử của nó, sẽ chia ra làm hai loại là tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Tài sản ngắn hạn
và biểu hiện bằng tiền của nó là vốn ngắn hạn, còn tài sản dài hạn tiền là vốn rẻ, hay là cái thuật ngữ người ta vẫn hay dùng đây đó là vốn lưu động và vốn cố định. Thực ra là đối với cái tài sản dài hạn, tiền bằng tiền của nó là dùng cái thuật ngữ là vốn dài hạn thì nghe chừng nó phần hơn, tại vì đề cập vốn cố định nó không hoàn toàn là chỉ có vốn cố định. Còn bên nguồn vốn ấy thì sẽ trả lời câu hỏi là tài sản của doanh nghiệp được hình thành từ nguồn nào ở cái thời điểm báo cáo. Và theo nội dung kinh tế thì chúng ta chia cái nguồn hình thành tài sản thành hai nguồn cơ bản, đó là nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Đây bây giờ chúng ta đi vào cụ thể. Theo cái chuẩn mực kế toán số 01, chuẩn mực chung là tên của chuẩn mực, dấu hiệu chuẩn mực là chuẩn mực kế toán số 01, chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01, tên là chuẩn mực chung. Chuẩn mực này được ban hành ở cái quyết định 165/2022/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đấy, tức là cách đây thì cũng gần 20 năm rồi, nhưng mà vẫn chưa có cái văn bản nào thay thế cả, tức là vẫn đang như vậy. Đấy, thì tài sản đề cập là gì? Nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai. Đấy, tài sản được trình bày trong trường hợp chung là như vậy. Về cái điều kiện ghi nhận tài sản thì người ta quy định là 4 điều kiện, có nghĩa là một cái khoản được ghi nhận là tài sản của doanh nghiệp thì phải thỏa mãn đồng thời 4 cái điều kiện. Thứ nhất, có khả năng tiền tệ hóa. Thứ hai là doanh nghiệp có thể kiểm soát được. Thứ ba là mang lại kinh tế trong tương lai một cách tương đối chắc chắn cho doanh nghiệp. Và thứ tư là kết quả của những quá khứ. Ở đây chắc là thì sau khi em học cái môn kế toán thì thầy cô dạy sẽ trình bày chặt chẽ hơn. Đây thầy chỉ giải thích hai cái điều kiện thôi. Cái điều kiện thứ nhất và điều kiện thứ tư. Cái điều kiện thứ nhất ấy có khả năng tiền tệ hóa thì nó có một nguyên tắc là nguyên tắc kế toán. Nguyên tắc là đối tượng kế toán thì phải như bằng tiền, hay nói cách khác là gì, là những đối tượng nào không phải như bằng tiền, không thể bằng tiền, không phải đối tượng như kế toán. Đấy, theo nguyên tắc tiền tệ, thước đo tiền tệ, nguyên tắc thước đo tiền tệ. Đấy, nó tóm lược của nó có nghĩa là cái nào phản ánh bằng tiền là đối tượng kế toán, cái nào mà không mô tả, không phản ánh bằng tiền, không phải đối tượng kế toán. Đây chính là hệ quả của nó, có nghĩa là tài sản cũng phải phản ánh bằng tiền, đúng không? Còn nếu không phản ánh bằng tiền không coi là tài sản. Còn cái điều kiện thứ tư là kết quả của nghiệp quá khứ thì các hiểu là cái nghiệp vụ mua tài sản đã diễn ra rồi và đã hoàn thành rồi. Có nghĩa là chẳng hạn như là người ta mua một ô tô thì cái hợp đồng mua đã diễn ra rồi và ô tô đã được mang về chạy thử và sẵn sàng ở trạng thái sử dụng. Đấy, đấy là cái điều thứ tư, kết quả của quá khứ là như vậy. Về các loại tài sản thì trong cái bảng 51 là có trình bày, ở đây cho tôi thầy nói tóm lược qua thôi. Thì theo cái thời hạn chia ra là tài sản ngắn hạn, nó gồm có 5 nhóm. Tài sản dài hạn thì gồm có 6 nhóm. Đây, lược qua một chút này. Tiền và các khoản tương đương tiền, thực ra là gắn gọn nó chỉ có một dòng. Một là tiền, hai là tương tiền ở trong cái nhóm một ấy, là mã tiền và các khoản tương tiền ở tài sản ngắn hạn, là chỉ có hai dòng thôi, một tiền, hai là các khoản tương tiền. Mà chi tiết về những cái này chúng ta phải xem bảng thuyết minh báo cáo tài chính tiêu tiền,
Tiền thì nó chi tiết ra gồm có tiền mặt, đây ta hiểu là tiền tồn quỹ đấy, tiền là nằm trong két trong quỹ. Thứ hai là tiền gửi ngân hàng, kho bạc, quỹ tín dụng vân vân, tất cả đều dùng chung là gửi ngân hàng nhé, tiền gửi ngân hàng. Thậm chí là nếu có thì nó sẽ có cả một loại ba là tiền đang chuyển đấy. Tổng cộng tất cả bắt đầu đi vào một cái tiêu là tiền tiền bạc và đồ kế toán mã số 111. Thế còn các khoản tương đương tiền là cái gì thì trình bày ngắn gọn rồi, tức là nó là gì, những khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, nhưng mà nó phải thỏa mãn hai điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất là từ khi đầu tư đến khi thu hồi không quá 3 tháng, có nghĩa là những cái khoản đầu tư đó, những cái chứng khoán đó thì thời hạn của nó chỉ có 3 tháng thôi nhé, là một. Thứ hai là khi chuyển đổi thành tiền nó không bị giảm giá trị định nhé. Đấy, thế thì như đã nói thì có hai cái khoản thông thường, hai khoản là được điều kiện này. Một đó là tín phiếu kho bạc, thứ hai là tín phiếu ngân hàng. Nhớ là cái loại là phải là ba loại thì xếp vào là khoản tương đương tiền. Một cái khoản nữa tiếp theo là đầu tư tài chính ngắn hạn. Đây thông thường nó là gì ạ? Đó là chứng chỉ tiền gửi này, trái phiếu ngắn hạn này, đúng không? Tín phiếu kho bạc, đúng không? Và tín phiếu kho bạc ngắn hạn này, tương loại từ 1 năm trở lại, ở cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ ba là các khoản phải thu ngân hạn, gồm có là phải thu của khách hàng, là tiền đặt trước cho người bán, là phải thu nội bộ, phải thu các vân vân. Đấy thì xếp vào cái khoản phải thu ngân hạn. Còn hàng tồn kho thì tôi để sang cái quản lý, thầy sẽ nói cụ thể luôn. Nó gồm có 8 khoản nhé. Rồi là tài sản ngắn hạn khác thì nó gồm có là chi phí trả trước, rồi là thuế giá trị tăng, việc khấu trừ, vân vân. Và đến sang cái tài sản dài hạn thì đầu tiên là các khoản phải thu dài hạn này, tài sản cố định, bất động sản đầu tư, tài sản đầu tư dài hạn, đầu tư tài chính dài hạn, tài sản dài hạn khác. Thì ở đây có lẽ là các khoản đầu tư dài hạn tôi cũng nói đến nhiều nhé. Mà ta đi vào cái tài sản cố định của nhóm thứ hai. Trong cái nhóm này ấy, nó chia ra ba ba loại tài sản cố định. Thứ nhất là tài sản cố định hữu hình, thứ hai là tài sản cố định phi tài chính, và thứ ba là tài sản cố định vô hình. Nhưng mà dù là cái loại nào thì bao giờ nó có hai chỉ tiêu kèm theo, đó là một là nguyên giá, hai là giá trị hao mòn kinh tế nhé. Đấy, và cộng lại số cho nó cái giá trị hao mòn kinh tế được ghi theo hình thức là ghi số, có nghĩa là để trừ đi và cộng lại số hai số đấy sẽ ra là giá trị còn lại của nó được phản ánh ở từng chỉ tiêu nhé. Bất động sản đầu tư cũng vậy. Bất động sản tư là cái gì? Rồi các em sẽ đọc ở trong cái thông tư 200/2014 là người ta nói đây chính là những cái khoản là người ta nắm giữ nhưng mà là gì, để bán trong tương lai. Thứ hai là gì, là để cho thuê hoạt động nhé. Đấy là những cái đấy thì gọi là bất động sản. Tất nhiên là bất động sản và tài sản khác nhau rồi, đúng không? Thấy hiểu những cái thằng này là không có di chuyển được. Tuy nhiên là các em phải lưu ý là cái này có cái loại là lúc này nó là bất động sản nhưng mà lúc khác nó lại là động sản đấy nhá. Đấy hãy lưu ý có những loại như thế đấy. Và cái bất động sản thì nó cũng phản ánh giống như là tài sản đấy. Tài sản cố định đó là gì, là nó có nguyên giá, giá trị hòn kế để người ta xác định được giá trị còn lại. Còn về cái tài sản thời gian dài hạn, đây được hiểu là những khoản đầu tư dài hạn đấy, đầu tư xây dựng đấy, đầu tư dựng mà bây giờ là công trình dự án chưa hoàn thành, cho nên giá trị nó được phản ánh ở cái nhóm ba, nhóm bốn là tài sản thời gian dài. Còn có thể là có những khoản khác nữa nhưng mà chủ yếu ở đây nó là những khoản đầu tư xây dựng chưa hoàn thành. Về cái đầu tư tài chính dài hạn này ấy, thông thường
người ta hay chia nó theo là mức độ đầu tư. Đấy, thì nếu mà theo mức độ đầu tư thì nó gồm thường là bốn khoản sau đây: một, đầu tư vào công ty con; thứ hai là đầu tư vào công ty liên doanh; ba, đầu tư liên kết; và thứ tư nó gọi là đầu tư tài chính dài hạn khác. Theo mức độ đầu tư thì cái đầu tư công ty con là chiếm tỷ trọng trên 50%. Ví dụ như là công ty A bỏ vốn đầu tư công ty B, và cái vốn của công ty A đầu tư công ty B là khoảng 51%. Ví dụ thế. Thế thì công ty A được gọi là công ty mẹ của công ty B, và công ty B gọi là công ty con của công ty A. Đấy, đầu tư con như vậy, tức là chi phối tuyệt đối, đúng không? Tiếp theo là đầu tư vào công ty liên doanh. Liên doanh ở đây thì thông thường người ta hay hiểu nghĩa là liên doanh đồng kiểm soát. Ví dụ như là công ty A và công ty B góp vốn để hình thành nên một cái công ty mới là công ty C. Thế thì trường hợp này nó gọi là liên doanh cơ sở liên doanh đồng kiểm soát nhé. Trong trường hợp đấy là cả ông A ông B là mức độ đầu tư vào công ty C là giống nhau, tức là 50-50 nhé. Nó đồng kiểm soát, là mức độ kiểm soát ngang nhau. Đấy. Và cái đầu tư của công ty liên kết thì là mức độ đầu tư là gì? Trên 20% cho đến là nhỏ hơn 50%. Đầu tư đấy được gọi là đầu tư công ty liên kết, mà nó sẽ có ảnh hưởng đáng kể. Còn cái trường hợp mức độ đầu tư là 20% trở xuống, người ta chỉ gọi là đầu tư tài chính dài hạn khác nhé. Đấy. Còn những cái khoản khác thì được xếp vào ở trong cái tập 6 tài sản dài hạn khác, chúng ta tìm hiểu thêm xong nhé. Để thể lược qua một chút để chúng ta hình dung là tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn nó gồm có những khoản như thế này. Đấy, các bạn trong bài số 1 phải đầy đủ để lướt qua một chút, chứ không phải là có số nào, có cái số nào đọc như đấy, đúng không? Về cái phần nguồn vốn này, thì nó có nợ phải trả vốn chủ sở hữu, đúng không? Cái nợ phải trả ấy, cũng được trình bày trong bản cân đối kế toán, à quên, trong cái chuẩn bị kế toán số 1 ấy, chuẩn bị chung. Ê, ê, đâu đấy? Đang cho ông đang làm cái ốc ra nha. Rồi. Là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ các giao dịch và sự kiện, và giao dịch sự kiện đó được gọi là nghĩa vụ kinh tế tài chính. Cái này thì trong môn gì? Nghĩa vụ đã qua, tức là nghĩa vụ đã xảy ra mà doanh nghiệp phải thanh toán từ nguồn lực của mình. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong các quan hệ giao dịch của doanh nghiệp ấy, thì nó phát sinh ra là ông mua vật tư của họ này, ông mua tài sản của họ này, đúng không? Đấy, thế thì đương nhiên là ông phải trả tiền cho họ thôi, đúng không? Cái việc mua đã hoàn thành rồi, đã xảy ra rồi, ông đã mua được cái hàng rồi, đúng không? Thì nói đơn giản thì đương nhiên là ông phải trả cho họ, đúng không? Từ cái nguồn lực của mình. Và nếu mà chưa có để trả thì ông lại phải vay để ông trả, và vay thì lại phát sinh thêm khoản nợ phải trả mới, đúng không? Đấy, cái khoản nợ phải trả kiểu như vậy. Về cái điều kiện ghi nhận thì nó thông thường là có hai điều kiện thôi. Nhất là để xác định được như tài chính hiện tại doanh nghiệp đáng tin cậy, và chắc chắn là doanh nghiệp phải trả cho cái vụ đó. Ví dụ người ta mua là 10 tấn thép, à, giá bây giờ nó đang cao gất ngược. Như là thì giả sử như là bây giờ 1 tấn là 15 triệu. Mua 10 tấn tức là trả 150 triệu đúng không? Mua rồi mà theo hợp đồng tức là sau 1 tháng trả. Thì tất nhiên là 150 triệu đấy không phải trả, đúng không? Đấy. Còn nếu mà chậm nộp tiền nước mà trong hợp đồng có thêm cái chi phí là lại trả chậm phát sinh, như vậy ông trả thêm cho đấy. Thì điều kiện thứ hai là kết quả hình thành từ nghiệp vụ kinh tế tài chính đã xảy ra, có nghĩa là từ vụ đã
đã xảy ra và đã hoàn thành rồi, giống như là cái phần tài sản thầy đã trình bày đó. Thì để trình bày nhìn đây cho dễ nhìn thì trình bày luôn, đây là cái bốn chủ sở hữu. Thì khái niệm được hiểu là gì, là vốn chủ yếu là phần còn lại của tài sản trừ đi nợ phải trả. Thực ra là cái tổng ở đây ấy, là trong cái chỉ tiêu nó không có chữ tổng, mà khi viết người ta hay viết có chữ tổng thì để nó trong ngoặc thôi nhé. Tài sản, phần còn lại của tài sản sau khi đã trừ nợ phải trả, đây chính là cái công thức này, vốn chủ sở hữu bằng tài sản trừ nợ phải trả. Thì nó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ cái đẳng thức kế toán cơ bản mà cái căn cứ để lập cái bảng cân đối kế toán ấy, đó là tài sản bằng nợ phải trả cộng vốn chủ sở hữu, giống y như là cái bảng cân đối kế toán của kế toán Mỹ mà thầy đã giới thiệu các em. Tiếp theo là ở đây nó không có điều kiện ghi nhận, nhưng mà nó nêu đặc điểm. Cái đặc điểm vốn chủ sở hữu là để nói sự khác biệt của nó đối với nợ phải trả, cũng là một loại nguồn vốn. Thì phân biệt là hai cái điểm, thứ nhất là quyền lợi pháp lý của chủ nguồn vốn, thứ hai là bản chất của hai loại chủ nguồn vốn. Và thầy nói tóm được thôi nhé. Về cái quyền lợi pháp lý này thì cái ông chủ khoản nợ ấy là ông không tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đúng không? Nhưng mà ông sẽ được trả khi đến hạn, trả cái khoản nợ đó khi đến hạn. Và khi mà doanh nghiệp vấp phải cái trường hợp là giải thể hay thanh lý thì sao? Thì ông sẽ là người được trả đầu tiên, một trong những người trả đầu tiên, rồi mới đến ông chủ sở hữu, là cổ đông. Ngược lại, cổ đông thì sao? Cổ đông tham gia đại hội đồng cổ đông, đúng không? Nếu như là người ta triệu tập tất cả, còn nếu mà triệu tập đại diện thôi thì nó phụ thuộc vào cái tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ. Nếu mà cổ phiếu nắm giữ ở mức độ nào đấy thì được tham gia, còn nếu ông ít quá thì ông có thể ủy quyền cho người khác để người ta thay ông để ông là làm cái đại diện chủ sở hữu, đúng không? Nhưng mà nếu mà gặp phải cái trường hợp là doanh nghiệp mà giải thể hay là phá sản thì người ta sẽ xem xét phần tài sản còn lại đối trả cho cổ đông, đúng không? Đây, thì còn về các loại nợ phải trả, các loại vốn chủ sở hữu thì thầy trình bày ngắn gọn thế này. Nợ phải trả trình bày ở cái bảng 53, vốn chủ sở hữu được trình bày bảng 52. Đây các em nhìn đây này, ở trong cái nợ phải trả ấy, thì nó cũng chia theo thời hạn, như là tài sản ấy là thành nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Cái nợ ngắn hạn là nợ phải trả trong vòng 1 năm, một chu kỳ kinh doanh, nó gồm có phải trả trong vòng ngắn hạn này, thuế và các khoản phải nộp nhà nước ngắn hạn nhé. Tất nhiên là trong chỉ tiêu nó không cần có cái đuôi là ngắn hạn đâu, phải trả cái lao động vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nhé. Đây là nợ thuê tài chính ngắn hạn, tức là những khoản mà đến kỳ phải trả rồi đấy, đúng không? Rồi là quỹ khen thưởng phúc lợi, thì các em lưu ý rằng trước đây cái quỹ khen thưởng phúc lợi nó đưa vào vốn chủ sở hữu đấy, khá lâu là người ta đã chuyển cái khen thưởng phúc lợi từ vốn chủ sở hữu sang phần nợ phải trả, đấy coi như là những khoản phải trả cho người lao động nhé. Chứ còn về nợ dài hạn ấy, thì có phải trả cho người bán dài hạn, vay nợ thuê tài chính dài hạn nhé. Vay có thể là vay thương mại, còn nợ thuê tài chính dài hạn như là thuê cái tài chính đó là gì? Đó là trường hợp mà chẳng hạn như là cái tài sản của nó, thời hạn của nó là khoảng 5 năm, nhưng mà
Ok, ta đồng ý cho mình thuê là xấp xỉ 5 năm, tức là khoảng 4 năm rưỡi chẳng hạn. Như vậy, tất nhiên là nó theo những cái điều kiện để xác định, thì nói ví dụ thế thôi nhá. Như vậy thì là coi cái khoản đấy là thuê tài chính. Nhưng mà nếu mà nói câu khác của cái này, thuê tài chính là gì, là cái rủi ro lợi ích mà liên quan đến cái tài sản thuê ấy, là gắn với bên đi thuê chứ không phải là bên cho thuê nhé. Nhé. Còn về vốn chủ sở hữu, thực ra là trong cái bản đồ kế toán nó chia ra hai nhóm. Một là đúng tên của nó, là tên của loại luôn, là vốn chủ sở hữu. Còn cái nhóm thứ hai là mã, thì nó gọi là nguồn chi phí chính xác. Nhưng mà thực ra là bây giờ là không còn chính xác ở đấy nữa, cho nên thì nói nguồn chi phí thì được, nhưng nói chính xác thì là được đấy. Còn nhưng mà về gốc gác của cái vốn chủ sở hữu này là theo cái nguồn đấy, để có được cái khoản đấy thì thường người ta chia làm ba cái nhóm nhỏ như thế này. Nhất là vốn gốc ban đầu, vốn gốc bổ sung của chủ sở hữu nhá. Thứ hai là vốn từ kết quả hoạt động. Ba là vốn chủ sở hữu khác. Cái nhóm một thì có lẽ là thầy không cần phải nói nhiều, các em nhớ là thằng dư vốn cổ phần là từ đâu ra, từ ở chỗ là cái giá bán ấy, giá bán của cổ phiếu lớn hơn giá mệnh giá của nó, thì lúc đấy nó xuất hiện cái thặng dư cổ phần. Còn nếu mà trường hợp là giá bán mà lại thấp hơn mệnh giá thì cái thằng dư vốn cổ phần này sẽ ghi xuống nhé. Còn quyền chọn chuyển đổi trái phiếu cũng vậy, tức là nó các cái trái phiếu thông thường ở chỗ là nó có quyền chọn chuyển đổi sang cổ phiếu đấy, theo ở một cái thời điểm thích hợp. Người ta thấy là nếu mà chuyển từ chủ nợ sang là cổ đông, chủ sở hữu ấy, thì sẽ có lợi hơn. Thì tất nhiên là cái trái phiếu đấy là nó có một cái quyền đấy, và cái quyền đấy sẽ được xác định bằng một số tiền nhất định, người ta gọi là giá quyền chuyển đổi nhé. Giá quyền chuyển đổi. Còn vốn từ kết quả hoạt động thì các em hiểu rồi, ví dụ như là lợi sau thuế chưa phân phối này, hay là quỹ đầu tư phát triển, rồi là các quỹ khác của vốn chủ, của chủ sở hữu, thì cái đấy cũng có thể là bổ sung cho cái vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Còn cái vốn chủ khác ở đây ấy, được hiểu là gì, ví dụ như là chênh lệch tỷ giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá hối đoái. Thì chênh lệch tỷ giá hối đoái thì dễ rồi nhé, chẳng hạn như là mua đô la Mỹ này, lúc mua ấy, đó là 23.000 đồng một đô la, nhưng mà lúc bán thì là nó là 23.500 chẳng hạn, thế là chênh ra được mỗi đô la là 500 đồng Việt Nam, đúng không? Bây giờ số đô la là mua được bao nhiêu thì nhân với chênh lệch đó thì ra được cái khoản là gọi là chênh lệch tỷ giá hối đoái nhá. Đấy là ví dụ về chênh lệch tỷ giá hối đoái. Còn một chênh lệch tỷ giá tài sản là khi nào, khi mà người ta mang cái tài sản đi để góp vốn liên doanh chẳng hạn, thì cái hội đồng liên doanh cũng phải đánh giá là giá trị tài sản này là bao nhiêu. Ví dụ nhé, là doanh nghiệp nó có một cái ô tô mang có vốn liên doanh, ô tô mua giá của nó là 800 triệu và đã khấu hao là 200 triệu, tức là giá trị còn lại còn là 600 triệu, đúng không? Bây giờ hội đồng liên doanh ý, thì đánh giá này là có thể là 700, có thể là chỉ có 500 thôi. Nếu là 700 thì sẽ dư ra là 100 triệu, đúng không? Thì cái 100 triệu đấy chính là chênh lệch giá tài sản y bình thường, tức là y dương nhé. Còn nếu mà đánh giá là 500 triệu thì về tụt vẫn 100 triệu, đúng không? Thì như vậy là ghi ở chỗ chênh lệch giá tài sản này là số âm nhé, 100 triệu. Còn vốn đầu tư dự cơ bản dễ rồi, đúng không? Còn cái nguồn kinh phí này rồi cổ phiếu quỹ, em hiểu là cái cổ phiếu quỹ là thế nào. Cổ phiếu quỹ là cái cổ phiếu mà do doanh nghiệp nó phát hành, do nó lại mua lại, đúng không? Nhưng mà khi mà mua lại bao nhiêu ấy thì lúc đấy là phải ghi cái này là ghi số âm nhé. Mua lại mục đích là gì, mục đích là để giảm bớt số cổ phiếu đang mua lại,
cũng có thể là dùng để phát hành lại trong tương lai. Đấy, ngắn gọn về cái tạo phải trả vị trí sở hữu như vậy. Về bảo toàn vốn, và toàn vốn thì có lẽ là không cần phải nói nhiều lắm. Em hình dung là thế này này, là để trình bày thì người ta đưa ra hai cái thuật ngữ: bảo toàn vốn tài chính, bảo toàn vốn vật chất. Bảo toàn vốn tài chính là thế nào? Bảo toàn vốn tài chính có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái số tiền đó ít nhất là bằng và hoặc là lớn hơn so với số tiền mà ở thời điểm ban đầu, chẳng hạn như là tính cho năm 2020, thời điểm ban đầu thì người ta có cái số vốn là 10 tỷ, là 100 tỷ chẳng hạn. Thế thì ở cái thời điểm 31 tháng 12 thì số tiền đó cũng phải là 100 tỷ thì nó mới gọi là bảo toàn hoặc là lớn hơn, đúng không? Tuy nhiên là nếu mà không gắn với cái vật chất cụ thể thì cái này nó không có ý nghĩa lắm. Nên thầy nói một cái ví dụ cụ thể này. Thế còn về bảo toàn vốn chất đã nhé, để chúng ta sẽ liên hệ với bảo toàn vốn tài chính này. À, như là có một cái ô tô mua ở cái thời điểm năm 2016 đó là 800 triệu. Thì cùng cái loại ô tô đó với tính năng tương tự mua ở thời điểm 2021 này nó chỉ còn có 750 triệu thôi. Thế thì cái giá cái ô tô bây giờ người ta có ô tô tương tự nhé, tức là lúc mua đến bây giờ nó vẫn còn, thì còn người ta bảo toàn vật chất, đúng không? Bảo toàn vật chất. Thế nhưng mà nó giá trị gắn với ô tô đấy thì bây giờ 750 triệu cũng được coi là bảo toàn được cái giá trị của ô tô đấy, đúng không? Thế vì người ta mua được một ô tô tương tự mà. Đấy. Nên là đôi khi không hẳn là cái giá trị lớn hơn đã là bảo toàn vốn tài chính đâu. Đấy, mà cũng như là giá trị nhỏ hơn. Nhưng mà thông thường là giá trị lớn hơn, đúng không? Là mua bây giờ nếu mà cắt đỏ hơn là 850 triệu. Thế thì bảo toàn vốn tài chính mà tương ứng với cái ô tô đấy phải là 850 triệu nhé. Đây về cái việc bảo toàn vốn của doanh nghiệp nhà nước để chúng ta tham khảo khi ở khoản 2 điều 22 nghị định 21/2015/NDCP quy định này là gì? Là đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp quản lý sử dụng vốn của doanh nghiệp nhé. Doanh nghiệp thì là nó có một số cái biện pháp này: thực hiện đúng chế độ quản lý vốn tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo quy định pháp luật, thực hiện đúng như quy định, có quy định như thế nào thực hiện đúng như thế. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mua bảo hiểm tài sản theo quy định pháp luật, là nó có quy định là tài sản bây giờ là phải mua bảo hiểm, ví dụ như là bảo hiểm ô tô là cũng mua bảo hiểm về cái giá trị của ô tô đấy, đúng không ạ? Tức là để phòng trường hợp mà nó bị hư hỏng ấy, để được sửa hay là bồi thường, đúng không? Ngoài ra là còn có những bảo hiểm khác nữa. Thứ ba là xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất, các khoản nợ không có khả năng thu hồi và trích lập các khoản dự phòng. Còn đây là những dự phòng tổn thất tài sản, chúng ta sẽ khi đó ở cái môn tiếp theo là môn kế toán nhé. Ở đây tôi thầy không nói nhiều, chỉ lưu ý các em là nếu mà có cái giá trị tài sản tổn thất đến cái mức phải lập dự phòng thì phải lập dự phòng, đúng không ạ? Và xử lý triệt để cái khoản giá trị tổn thất để giảm bớt thiệt hại cho doanh nghiệp. Khác nữa là quy định pháp luật là bảo toàn vốn.
Có lẽ là tôi chúng ta còn 4 phút nữa. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Tuần sau chúng ta lại gặp nhau. Tạm biệt. Tạm biệt. Em chào thầy. Em chào thầy ạ. Chào các em.